Em đang buồn nè, chẳng ai hỏi thăm em cả, buồn ghê, Muy Nguyễn. Thế à, Muy buồn à em? Sao mà buồn? Thằng nào từ chối tình cảm của em à? Em bảo cho anh biết xem nào. Thằng nào nó dám bố lá bố lếu, nó dám từ chối tình cảm của em Mi tôi? Láo thật. Em Mi coi như là viewer trung thành trên kênh tôi, rồi thật anh em luôn, không kiếm ở đâu ra được bạn gái. Mà coi như là thức đêm khuya này xem chơi game đâu, mà lại còn chưa chồng nữa. Đấy, cho nên là anh em nào mà dám từ chối Mi nhá, xem lại nhá. Cảm ơn anh em Seter núi. Là ngày hôm nay thì tôi gửi đến anh em một cái con game mới. Con này thì trước đây anh em từng xem tôi chơi một con game thể loại kinh dị 2D. Con gì mà tất cả mọi người chơi cái trò chơi ở cái ngôi trường, sau đấy là bị lạc vào trong cái chiều cái ngôi trường đấy, nó bị lạc vào trong cái chiều không gian khác. Xong rồi chúng ta phải vào vai một cái nhân vật nữ ấy, xong rồi đi tìm bạn bè, xong có một em bạn bị thất cổ trong nhà vệ sinh ấy. Con game này tên là cái gì nhỉ anh em nhỉ? Tôi không nhớ tên của con game đấy. Đúng rồi, Corpse Party. Đúng rồi, Corpse Party. Corpse Party. Thì ngày hôm nay tôi gửi đến mà anh em một con game nó cũng gần gần như là con Corpse Party đấy, gần gần như vậy. Nhưng tại sao tôi gọi đây không phải là con game kinh dị? Bởi vì là đúng là nó có thể là game kinh dị hơi creepy một chút, nhưng mà ai cũng có thể xem được. Ai cũng có thể xem được nhá. Đấy, bởi vì là đồ họa của nó rất là đơn giản, nhẹ nhàng, không có cái gì là nó gọi là nó gay, nó gắt, hay là nó làm cho chúng ta phải sợ hãi kinh khủng cả. Rất nhẹ nhàng nhé, rất nhẹ nhàng. Cho nên nhá, anh em nào mà đang sợ không dám xem thì tôi khuyên luôn là xem thoải mái đi. Các chị em cũng như vậy, thoải mái đi. Con game nó có tên là Return One Way nhá. Sweet. Đấy. Ok. Vào game thôi. Liên hoan xác thịt. Game bình thường không có gì phải sợ. Tôi đã nhắc lại là game bình thường không phải sợ nhá. Thư giãn nhẹ nhàng không phải sợ. Ok. Rồi, vào game. Thế tối nay có 3K không nhỉ anh em nhỉ? Nãy giờ game hỏi anh em. Tối nay có 3K không? Bởi vì gần đây tôi thấy rất nhiều anh em kêu là anh ơi chơi 2K thôi, bọn em đéo cần 3K đâu. Với lại coi như là 3K game chán bỏ mẹ ra xem làm cái đéo gì. Với lại buồn ngủ bỏ mẹ ra đéo xem đâu. Rồi là view thấp lắm anh ơi. Như thế này tình hình như nào, hỏi luôn anh em như nào. Bây giờ anh em nào mà muốn 3K thì anh em comment số 3 nhá. Anh em nào muốn 3K comment số 3, có anh em nào muốn 2K comment số 2. Được chưa? Chuẩn chưa? Nhá. Tôi là kênh dân chủ. Tôi không có bắt ép như kênh khác. Đấy, tôi nói luôn một câu vậy cho anh em dễ hiểu. À mà quên, dù có 2K hay là 3K thì mai tôi cũng nghỉ. Bởi vì là tôi đã livestream đủ 4 ngày rồi. Quên mất đấy. Phải nói thêm cái chi tiết đấy nữa. Dù ngày hôm nay có 2K hay là có 3K thì mai tôi cũng nghỉ thôi. Đủ 4 ngày rồi. Rồi ok. Bây giờ nếu mà còn sức thì sẽ 3K. Còn nếu mà cảm thấy nó yếu rồi, cảm thấy mệt rồi
thì 2k anh em nhá, còn sức thì 3k. Mà nếu mà tôi cảm thấy mà không đủ sức thì 2k. Ok chưa? Chuẩn chỉnh nhá. Bây giờ vào game cho nhanh. Không có anh em lại bảo là chờ mãi chả thấy chơi gì cả, mất thời gian anh BCZ chờ lâu quá nhá. Ok. Donate là có sức. Ừ đúng nhở. Donate là có sức, chuẩn đấy. Vừa có anh em nào comment chuẩn chỉ luôn. Donate là có sức. Ừ đúng, anh em nào mà comment số 3 thì phải donate thì xem như nào. Chứ chả donate đâu, niếc gì buồn quá. Xem nào chứ. Thôi vào game chứ. Vào game chứ. Tôi tắt Iniki đi chưa nhở. Cảm ơn anh em center đủ đấy. Chưa chi đã 10 đô rồi. Tuyệt vời. Vừa vặn đã 10 đô rồi. Quá chuẩn chỉ và ngon nghệ. Cảm ơn anh em center núi. Nào ta vào game thôi. Cái gì đây? Cái chết để lại những vết thương trong trái tim mà không ai có thể chữa được. Cái gì đây? Vừa mới vào đã chết sống cái gì đây? Red Ego giới thiệu. Ôi giời ơi, đấy anh em thấy chưa? Đồ họa như thì sợ cái gì? Không có gì phải sợ cả. Rất nhẹ nhàng, nhạc hay sâu lắng. Nhạc quá hay cờ mờ nờ luôn. Game này là vừa vào đã có credit rồi, chứ không phải những con game khác. Nào. Rồi, game này sẽ được xếp sử dụng điện thoại để xếp game. Nếu mà game quá tối dùng setting và tăng độ sáng lên, ok, không có gì phải sợ cả. Fake trang. Thế đéo lại qua cả fake trang ở đây thì đéo nào. Fake trang là gì? Trang giả. Phần đầu tiên câu chuyện ấy là lửa trại à? Kinh quá nhở. Như vậy là một nhóm các bạn trai bạn gái đi phượt anh em ạ. Một nhóm các bạn trai bạn gái đi phượt. Ấy da. Trai xinh gái đẹp thế. Trai xinh gái đẹp. Yuta. Và trước khi cô ta có thể hét lên. Ôi ôi. Cái móng vuốt coi như là to lớn và sắc lẹm đã vạch mồm cô ta ra. Con quái vật đấy kéo cô ta vào bóng tối và không ai còn thấy cô ta nữa. Kể chuyện ma lửa trại à? Yuta, sao cậu lại kể câu chuyện kinh thế? Rồi. Hello. Này, chúng ta đang ngồi ở trong cái lửa trại ở giữa rừng đấy. Các cậu còn muốn thứ gì nữa? Trọng lê. Thank you anh em trọng lê. Tớ nghĩ là Saki thích cái câu chuyện nó tình cảm hơn cơ. Tròn lắm anh em ạ, tròn lắm. Ai mà đi muốn nghe cái câu chuyện coi như là... À, đã từng có ai nghe được cái câu chuyện lãng mạn ở lửa trại chưa? Cô gái ấy thật là tội nghiệp, không bao giờ được nhìn thấy nữa. Nếu là chúng ta thì sao? Nếu chúng ta không thể nào gặp nhau nữa thì sao? Kane. Cậu nói cái quái gì vậy? À, chúng ta đã hết, coi như là đã hoàn thành khóa học ở trường rồi. Sau cái lần đi chơi này, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống của người lớn. Hầu hết chúng ta sẽ coi như là nhận cái công việc ở thành phố khác nhau. Sen và Saki sẽ cưới nhau. Ấy là Sen cưới Saki à? Chúng ta có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu các cậu à.
đừng nói như vậy Kane. Chúng ta sẽ không bao giờ có như đánh mất nhau đâu. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Hả? What the fuck is this shit? Ôi dồi ôi, em Saki của thằng Sen sướng thế. Ôi ôi, thằng Sen sướng quá mẹ. Thằng Sen tu mấy kiếp rồi đây. Tôi thề với anh em mà thằng Sen chắc chắn nó phải tu đến đây, chắc nó phải tu đến 10 kiếp rồi mất. Sướng quá. Để tôi coi như là cho cái nhạc game nó bé đi tí nhở. Nhạc game thì hay thật nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại để nhiều khi mình nghe nó cũng hơi chói tai nhở. Cái quái gì vậy? Các cậu có thấy cái thứ đấy không? Sao có thể? Saki, em ổn chứ? Vâng, ngực em vẫn ổn. À không, quên. Vâng, em vẫn ổn. Ủa, nó chỉ làm em giật mình tí thôi. Cậu ổn chứ? Ủa, ngoài việc tớ coi như là tí nữa thì đau nhảy cả tim ra thì tớ ổn. Chuyện quái vừa xảy ra vậy? Tớ không biết. Có thể là... cái gì? Có thể là có ga hoặc là dầu gì đấy ở trong rừng. Hiểu. Tớ chẳng nghe đến mùi ga hay là mùi dầu ở đâu đấy cả. Các cậu có ngửi thấy mùi ga, mùi dầu nào đây không? Tớ không ngửi thấy. Chuyện này còn đáng sợ hơn là câu chuyện của cậu đấy. Sợ hay không chẳng nữa tớ bắt đầu cảm thấy lạnh rồi đấy. Có lẽ chúng ta nên chui vào lều thôi. Ôi dồi ôi, anh em có để yên đây có hai cái lều không? Ở hai cái lều ở đây là Sen với cả Saki sắp cưới nhau, chắc chắn là ngủ một lều rồi. Còn lều bên kia sẽ là hai thằng đàn ông và một em còn lại, em Kane sẽ phải ngủ với hai thằng đàn ông. Mẹ, sắp xếp lều thế này thì không đúng lắm nhở. Đây, Sen ơi, đáng lẽ chúng ta phải có lửa chạy cả đêm chứ, để coi như là còn chống lại bọn sói bọn sủng chứ. Ổn thôi Saki ơi, không có con sói nào đâu em. Hoặc là zombie thì sao? Bọn chúng coi như là có thể được bị thút bởi lửa đấy. Có thể. Nhưng chúng ta có thể đốt bọn chúng bằng lửa được mà. Thôi đừng có làm cái chuyện cười như vậy nữa. Em cảm thấy an toàn hơn khi chúng ta có lửa cay ngạ. Sen ơi. Ừ Saki. Được rồi, chúng ta cùng đi kiếm củi về nào. Sao chúng ta không ở đây đợi zombie các cậu ơi? Cậu lười thế cơ à? Rồi, các bạn trai thì sẽ đi đường này về phía bên tay phải, các bạn gái sẽ đi tìm bên tay trái. Đéo hiểu phân công kiểu gì, phân công ngu thế. Con gái sân chân yếu tay mềm bắt đi một đường. Hổ. Rồi, trai đi bên phải, gái đi bên trái anh em ạ. Trai phải, gái trái. Hai em gái sẽ đi chung với nhau. Saki đi thôi. Đấy, có thể họ sẽ bị bọn zombie nó ăn thịt đấy. Khổ. Em kêu Saki sắp lấy thằng kia mà. Rồi đi thôi. Vâng. Mà con game đồ họa rất nhẹ nhàng anh em ạ. Đồ họa như thế này mà anh em còn sợ thì thật với anh em luôn là thật. Anh em chỉ có đi về anh em mới bú tí mẹ thì còn chả có cách được đâu. À đây tôi tắt Unikey đã. Đây tôi cho ánh sáng nó sáng lên một tí nhá. Có vẻ hơi tối thì phải. Đã đủ sáng chưa anh em? Tầm này anh em đã cảm thấy đủ sáng chưa? Game kinh dị nó phải hơi tối tối một tí. Anh em có cảm đã cảm thấy nó đủ sáng chưa hay là vẫn phải sáng hơn nữa? Được chưa? Vẫn chưa quá. Còn muốn sáng thế nào nữa, mắc sáng à? Không thấy gì luôn. Vẫn hơi tối. Ừ thế đây. Ồ thế thì cho sáng lên 100% nhá. Đấy. Sáng 100% rồi đấy. Không thể nào sáng hơn được nữa đâu. Nói thật với anh em luôn, nó chỉ đến được như thế này thôi. Mắc rồi đấy.
Bây giờ anh em không xem được thì xem, mà anh em xem được thì à, anh em xem được thì xem, mà anh em không xem được thì anh em tăng độ sáng màn hình điện thoại lên hoặc tăng độ sáng màn hình xem stream của anh em lên nhá. Tối quá xa kia ơi, bật đèn pin lên đi. À đấy, nó có đèn pin mà. Ôi giời. Đi vào cho lấy đèn pin đã. Đấy, có đèn pin mà. Khổ. Rồi, lấy cả cái notebook theo. Mình sẽ vào với em Saki anh em ạ. Ui, trời. Càng nhìn Saki tôi càng mẹ cảm thấy em ấy đáng yêu anh em ạ. Ấn Y để mở inventory, F để mở đèn pin, E để chọn. Ok. Đấy, đèn pin rõ ràng nhá. Đây là inventory. Đây là cái notebook của Saki. Em thường ghi những cái chuyện vui vui vào. Cái chuyện quan trọng là vui vui của em ấy vào trong này. Cái gì động đậy trong cái cây đây? À không. Đây, củi rồi. Ủa, có cái gì đen đen ở góc màn hình bên tay trái đấy? Củi, 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 củi. Củi này quá ướt. Chúng ta phải đi tìm tiếp. Ui, tôi thật với anh em nhé. Trông Saki ấy, dù mặt có buồn nhá, hay là vui nhá, hay thất vọng nhá, hay là sợ hãi nhá, thì ngực cũng to hết. Ừ, bây giờ tôi nhận ra điều đấy đấy. Cú, 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 cú. Con này là cú anh em ạ. Cú. Đây đây đây. Mấy cái gỗ này là nó mấy cành cây này là nó khô. Rồi, về lại campfire thôi. Chứ về em gì ở đây tắm cái. Ở đây có một cái con sông ở đây này, xong tôi nhìn thấy cái gì kia giống kiểu là một cái bè, cái phao ấy nhở. Một cái hồ ở đây. Nhìn thấy cái kiểu cái phao rồi, có cái vàng vàng này, cái kiểu cái phao ấy nhở. Thôi đi về. Ồ. Cái game này mà kinh dị cái gì đấy? Thư à? Sao lại có cái thư từ trên cây rơi xuống? Thư của ai đấy? Một cái phong bì. Bên trong có giống cái gì đấy? Cậu không nên mở nó đâu cậu ơi. Tại sao không? Nhỡ đen đủi thì sao? Đừng nói như vậy, để tớ xem nào. Wow. Cái gì đấy? Đây là hai cu. Một chàng trai có đến hai con cu. À quên, không phải, phải. Hai cu là một cái bài thơ đúng không anh em? Một bài thơ. Và nó chỉ đến tớ. Nghe tớ đọc đây này. À. Gửi Saki thân yêu. Em coi như là trỗi dậy như mặt trời, tươi sáng ấm áp, tọt ngưng. Người yêu của anh bây giờ nó rất có ý nghĩa với chúng ta. XXOO. Nó thế nào? Nó hiểu sẽ có thằng nào gửi thư nhỉ? Thơ thẩn đéo gì. Bài thơ thật là ngọt ngào, tớ thích nó lắm. Cậu sẵn sàng chưa? Ừ rồi, sao lại không cơ chứ? Ủa, cậu thật là lãng mạn. Cậu lại còn thích cái bài thơ như vậy. Sao bài thơ đấy đến đây được nhỉ? Có thể là nó rơi ra từ ba lô của sen trồng sắp cưới của tớ chăng? Và gió đã thổi đến đây chăng? Ừ, chắc là anh ấy sẽ cảm thấy rất thất vọng khi mà tưởng rằng nó bị mất đấy. Nhưng tớ biết mà, khi chúng ta quay về chỗ lửa trại, tớ sẽ nhét lại vào trong ba lô của anh ấy. Tớ không muốn làm cho những cái bất ngờ của anh ấy bị tiết lộ trước, nên cậu đừng có nói gì nhé. Ừ, tớ hứa. Ừ. Đéo mẹ tớ phải lồng tiếng cả cho đàn bà như này à. Khổ quá. Làm thằng streamer nó rất là khổ anh em ạ. Đéo hiểu lồng tiếng cả cho gái. Bọn Nam vẫn chưa về à? Thế đéo nào? Sao tự nhiên cái lửa trại này những cái than nó lại bị khều ra nhở? Tại sao những cái than ở trong cái lửa trại lại khều ra?
Đây 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 đây, cái ba lô của thằng Sen đây. Nhét lại vào. Nhét thế nào? Phải lấy đồ ra đúng không? Rồi. Mình sẽ để lại, em sẽ để lại cái thư của thanh niên Sen vào trong kia. Gọi Riku vào lồng tiếng đi. Anh ơi anh đổi giọng đi anh đệt. Tôi không phải gay ngầm nhá. Và vẫn học ở đâu cái trò này. Và vẫn. Ơ thế cái gỗ của mình đâu? À gỗ đây, nhét gỗ vào. Ôi, ôi khiếp. Lửa to thế. Lửa lại cháy rồi. Ôi ôi, mẹ bọn kia đéo hiểu được kiếm gỗ kiểu đéo gì, thấy lửa cháy là cái về luôn ạ. Ngâm được việc thế. Toàn các thanh niên khiếp. Có vẻ như các cô gái đã đánh bại được chúng ta đấy các cậu ạ. À. Bọn em chỉ may mắn thôi, bọn em không phải đi xa. Ừ, không, bọn anh sẽ để bọn em thắng đấy. Em không nghĩ là đây là một trò chơi, trò thi thố gì đâu các anh ạ. À. Thôi nào các em. Rồi. Em hiểu nói chuyện nhau chuyện vớ vẩn, kinh dị ở đâu ra cái chuyện đấy? Tớ nghĩ rằng chắc là phải có một cái câu chuyện kinh dị nào đấy về cái lửa trại. Khổ. Và trong cái bầu chuyện đấy tớ nghĩ rằng đã lúc chúng ta đi ngủ rồi đấy. Gặp anh em Sen chỉ có dình đi ngủ là nhanh. Tớ thật với anh em luôn nhé. Đưa người yêu đi cắm trại mà. Đéo trông đợi lúc đi ngủ để còn trông đợi lúc đéo nào nữa. Anh em có biết đâu. Chỉ mong trời mau tối thôi, càng rét càng tốt. Rồi đi ngủ đây để lửa tự cháy. Khổ. Cái gì thế này? À cái gì đấy? Anh không cần phải giả vờ đâu Sen ơi. Kane và em đã tìm thấy nó ở gần cái hồ đấy. Chắc là nó rơi ra từ trong ba lô của anh không? Bài thơ thật là tuyệt vời. Thế á? Thơ đéo nào? Thằng nào viết thơ này chắc nó thích em hay sao ý? Anh có viết nó đéo đâu? Ớ? Anh nghĩa là anh lấy được anh tải tải ở trên mạng xuống à? Không. Anh đéo viết em ơi. Thằng đéo nó viết đi em ạ. À. Thằng đéo nào đây ý? Đứa nào trong số hai cậu viết thư tình cho người yêu tớ? Thằng nào số hai chúng mày? Saki là vợ sắp cưới của tao. Chúng mày lại cướp cô ấy khỏi tao nè. Bỏ mẹ rồi. Mẹ bỏ mẹ thằng nào trong hai thằng kia rồi. À, tớ không viết. Tớ không viết. Tớ quý các cậu Saki như bạn tớ thôi. Tớ thích Kane cơ. Tớ cũng có viết đéo đâu. Tớ không, tớ không. Bỏ mẹ toang mẹ rồi. Tôi không tin các anh. Ôi dồi ôi. Thế đéo nào thằng xe bị điên à. Khai ra đi Yuta. Đợi đã, sao? Thôi nào, không phải là Yuta đâu. Khổ. Yuta gay mà. Phải không? Sao cậu lại Kazuki? Sen ơi, anh đừng. Khốn nạn. Tao để ý cái ánh mắt của hắn ta nhìn Saki rồi. Đặc biệt là trong cái chuyến đi này. Đấy, chính vì thế nên là cái thằng Yuta nó đi một mình. Đúng không? Tao chưa thấy mày có bạn gái bao giờ cả Yuta. Cậu điên à? Tớ không có nhiều lãng mạn như vậy đâu. Sen ơi. Em cũng chưa bao giờ thấy sang Yuta làm thơ à, em chưa bao giờ thấy anh như vậy cả Sen ạ. Đây là lý do tại sao mà mày vẫn cứ hay đi theo bọn tao như là một con chó con đúng không? Hy vọng một ngày nào đấy Saki sẽ bỏ tao đi với mày đúng không? Hả? Đúng rồi. À nhưng mà không bao giờ thành công đâu. Mày cứ nuôi cái mộng đấy đi. Bọn tao sắp cưới nhau đến nơi rồi. Sen ơi, sao anh lại như vậy anh ơi? Yuta là bạn chúng ta mà. Có thể tớ sẽ không còn là bạn của cậu sau chuyện này nữa đâu. Không bao giờ đâu. Rốt cuộc vấn đề của cậu là gì?
tôi bỏ chạy mẹ luôn khô. Yuta bỏ chạy rồi. Kazuki đuổi theo. Đúng là vì vì lòn đổ bát canh chua. Mẹ cái thằng Sen đéo hiểu. Anh em xương máu còn thua cái nồn. Thật anh em luôn, câu nói các cụ đéo sai thì gì. Thôi cứ để cho cậu ấy yên một tí đi. Có lẽ là do chúng ta coi như là nói chuyện với nhau nó gay gắt quá ấy. Khổ. Nhưng Saki, thôi đi ngủ đi Sen ơi, Yuta sẽ về sớm thôi. Rồi chúng ta giải quyết chuyện này. Không biết là Yuta có ổn ngoài đấy không nhỉ. Yuta sẽ ổn thôi. Khổ. Chỉ cần mọi người đều bình tĩnh lại thôi. Ngày mai tất cả chúng ta sẽ tỉnh dậy và lại trở thành bạn bè như cũ thôi. Mọi người sẽ thấy. Sau đó. Ôi ôi, cái gì đấy? Đi xem nào đây. Ma nữ à? Ma nữ mặc kimono. À đấy là ác mộng của Saki. Quả là một cơn ác mộng. Ủa, cô bé đấy thật creepy quá. Cảm giác nó thật quá. Cái gì vậy? Ồ, động đất. Kane, các anh ơi, Sen ơi, mọi người có cảm thấy nó không? Không có ai trả lời. Chuyện gì vậy? Thôi xong. Cái sương mù đến từ đâu? Xong. Mọi người biến mất hết rồi à? Sen, Kane, Kazuki ơi. Thôi. Có thể họ đi tìm Yuta chăng? Mình cũng nên đi theo họ thôi. Ồ. Từ từ xem có đồ gì không đã, lấy tạm ra đã. Thật đấy, sao Kane giờ điện không gọi mình? Ồ, xem trong lều các bạn nam thì thấy rằng là hình như là mấy thằng con trai không hề đi ngủ. Thôi đi tìm thôi. Gặp tao là tao nằm trong lều mẹ cho rồi, đi ăn kẹt. Như anh em để kết thúc mẹ game rồi đó, xem có cái vấn đề gì đâu. Chắc là buồn tè đi tè đấy mà. Ơ, có cái bụi cây nó chặn mẹ đường rồi. Đéo hiểu. Bây giờ phải có mấy cái sắc để cắt cái bụi cây này thì mới đi qua được. Mình có gì sắc đéo đâu. Đi về tìm có gì sắc sắc đã. Ba thằng ba xăm làm hòa rồi. Anh em chỉ thấy anh nhanh. Thật. Khéo ra lại bắt gặp thì thôi bỏ mẹ đấy. Lại thấy bụi cây rung rung ấy. Ôi ôi, mộ của ai kia? Sen, Kane, cậu đây à? Chúng ta. Có cái mộ kia. Các cậu đừng có dọa tới nhá. Có cái mộ kia. Mộ của ai đây? Vách lịt. Đéo hiểu sao lại có. Ồ, trên bia mộ có khắc một cái dòng chữ Mummy. Sao? Sao lại có thứ này ở đây? Trước đây không có cơ mà. Có thể là cơn trận động đất đã làm nó lộ ra chăng? Mẹ, nghĩa là gì? Sao mộ của ai đây? Lại cái gì ở đây? Có phải cậu đấy không đây, hay là con thú nào đây? Có gì dưới nước ý? Có tiếng gì đó dưới nước? Mẹ. Cái gì đấy? Có thứ gì đang trôi nổi ở dưới cái hồ. À, nó làm cái cành cây nó bị kẹt vào một thứ gì đấy.
mình không thể với đến được. Ôi dồi ôi, mẹ quắm anh em ạ, quắm. Cu cri. Quắm, 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 quắm. Ôi, có con quắm này mà nó xiên thì thôi rồi đấy. Rồi, có quắm rồi. Mày sẽ đi, mình chặt cái đống cây kia để đi qua. Mã tấu mà quắm con kẹt. Thế anh em đéo biết rồi, quắm đấy. Quắm đấy, mã tấu đéo gì, quắm đấy. Quắm legendary đấy. Nào, lôi quắm ra. Rồi, cắt được cái kia rồi. Rồi, tôi đã cắt được dây. Ui, ai đấy? Ai? Ờ. Này, không vui đâu. Ờ. Thằng bố mẹo đấy. Thằng này thằng thủ phạm rồi. Giống trong Conan đi. Mấy thằng thủ phạm là thường nó sẽ màu đen xì cả người mẹ luôn. Thủ phạm. Impostor. Ờ, cái gì đấy? Đây. Coi như là mình sẽ rất là bực. Tôi sẽ rất là bực nếu tôi tìm được các anh đấy, đặc biệt là Sen đấy. Hy vọng họ vẫn ổn. Cái gì đấy? Ôi đi mẹ, thằng nào cười đấy? Có ai cười ý? Ai đấy? Ai cười đấy? Đéo mẹ ai đấy? Ô, đường một cái đường dây xe lửa cũ và một cái toa tàu cũ. Một toa tàu ở đây. Nó đến từ đâu vậy? Nó rất là cũ rồi. Chắc nó phải ở đây rất nhiều năm rồi. Đéo hiểu. Bây giờ chỉ có một mình thôi. Tự nhiên là có một cái tàu cũ ở đây. Có vẻ như là chuyện này không ổn. Nhưng nếu bạn của mình ở trong đấy thì sao? Thôi thì phải vào thôi chứ làm nào được. Có vẻ như mình không có lựa chọn nào rồi. Mình phải vào kiểm tra xem sao. Nào thì vào. Có cái gì đâu mà sợ. Cái game này trẻ con. Chapter 1. Kinh quá nhở. Trong đây là tôi đang đi vào trong cái toa tàu đấy. Tôi đang vào trong toa tàu đấy. Có tiếng lục sụp ở đâu đấy. Ngửi thấy mùi kiểu như mùi ẩm mốc ở trong toa tàu ấy, không biết ở đấy bao lâu rồi. Cái gì đấy? Có tiếng gõ cửa. Là sao? Hello? Có ai ở đấy không? Một quyển sách. Ôi mẹ, có thằng nào nó cứ đập đập ý. Như kiểu nó ở đằng sau cánh cửa ấy. Sách gì đây? Một nửa nội dung của nó đã bị mất. Ơ, cái gì đấy? Mẹ thằng nào đập cửa đây? Mẹ đập nhẹ thôi! Mẹ thằng nào đây? Thôi! Mẹ! Cái gì đấy? Thôi nào Saki! Khó, cố gắng lên. Cứ như Sen vẫn luôn luôn nói với mình ấy, chắc là mình chỉ tưởng tượng thôi. Hy vọng nó chỉ là tưởng tượng của mình thôi. Hy vọng như vậy. Mẹ, cái tiếng kia tôi nghĩ là tiếng mà tôi nghĩ là tiếng cái thằng Kazuki đang dập bạn Yuta thôi. Tiếng gì đâu, nếu hiểu. Có phải sợ nhỉ? Đây là phòng để đồ. Có một cái xịt lửa. Cái dập lửa ấy. Bình dập lửa. Có một cái dấu tay ở trên đấy.
Đây là cái tủ của lao công đây, các thứ đây. Nhưng mà cửa bị đóng rồi. Anh em nghe tiếng bước chân không? Con game nó còn làm ở tiếng bước chân luôn ạ. Để mỗi lần bước cái chân người ta cảm giác nó khác bọt. Mày giật cả mình. Đéo gì đấy? Mèo à? Một quyển sách màu đỏ. Ôi dồi ôi, cái đéo gì đây? Mẹ, có cái tay người. Vai cực cực. Tay người nó cầm cái gì đấy? Sợ đéo gì, mở tay ra mà xem đi, đéo gì nữa. Một cái chìa khóa. Mẹ con này bạo nhở. Nhớ là sao con gái con đứa thấy cái tay bị chặt ra này, nó còn có thể lấy tay nó bóc ra để lấy cái chìa khóa. Chắc là chìa khóa cái tủ kia đấy. Chìa khóa cái tủ đồ vừa rồi đấy. Phải mở, phải mở, phải mở. Thử xem nào. Đấy, biết ngay mà. Rồi, tao có cái ba to rồi. Ngoài ra còn có một cái két sắt. Nhưng mà mình phải giải câu đố ở đây thì mới mở được. Nó có một cái giống như kiểu là cái mê cung ấy. Nhưng mà mình chưa mở được bây giờ. Xà beng chứ ba tong đâu quá. Ngày xưa tôi chơi Half-Life tôi gọi là ba tong mà. Khổ, tôi bị quen mồm từ hồi đấy. Cái hồi mà chơi Gordon Freeman ấy, chơi Half-Life là tôi gọi ba tong mà. Toàn cứ ba tong, khổ. Bây giờ thành ra là biết là nó xả ben thật, mình cứ quen mồm gọi ba tong. Mất mẹ quắm rồi, con này ngu thế. Con này quắm thì đeo giữ lại, mất mẹ ba cái quắm rồi. À, có mấy cái đồ nó đang chắn đường. Cái này dễ mà. Lôi Claire ra. À quên, lôi xả ben ra. Game này dọa người ta vớ vẩn ơi, có gì đâu. Làm tiếng động va vẩn, nó nghĩ nó có thể dọa tôi. Dọa bằng tiếng động thì nó ăn thua. Có bức vẽ của trẻ em ở sau những cái ghế này. Nó vẽ cái gì đây? Có ba người đang ngắm sao. Nó hiểu. Và có một cái thứ được viết đằng sau tờ giấy này. Trăng sáng trên trời, chúng tôi ngồi cạnh nhau và rồi bóng tối. Ai đã biến mất? Mặt trăng? Họ? Tôi? Đéo mẹ trẻ con gì mà viết được mấy câu creepy vậy? Ở đây có mấy cửa nha. Có một bộ điện thoại này, xếp game tuyệt vời, ha ha ha. Chỗ nào có điện thoại chúng ta xếp game được. Mày lắm phòng thế. Đây là một cái tờ nhật ký, nhưng nó không được ghi ngày. Chúng tôi đã từng thích những cái thứ giống nhau luôn luôn như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không còn như vậy nữa, lại bắt đầu thích những cái mọi thứ ở những cái cách khác nhau. Thế đéo nào. Bọn tôi nhìn thẳng vào nhau, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt. Nhưng lại không nhìn thấy nhau. Vai lịp. Mẹ. Cha hiểu đâu. Cái gì đây? Ôi dồi ôi. Thôi em ơi, nhét cổ vào đấy thôi em. Kết thúc con game này đi Saki ơi. Cửa này khóa rồi. Cái gì đây? Cửa này còn bị xích quây quanh luôn. Mình có thể nhìn được qua cái lỗ của cái khóa này. Ôi dồi ôi, ai đây? Có ai đó ở bên trong? Sen, Yuta, Kade. Tôi có thể nhìn thấy bạn. Bạn ổn chứ? Mở cửa đi. Ai trong đấy đây? Sen, thôi đừng dọa em nữa. Ra đi anh ơi. Nó đéo trả lời. Nó chỉ đứng một chỗ thôi. Nó đang quẩy. Dùng xà beng cậy mẹ ra. Mày không ra bà vào. Đéo được. Treo cổ à? Thế nào mà tôi cứ tưởng đang bay lắc. Nó treo cổ nó lắc lắc à? Đi. Thế à?
Ô, từ từ đã. Có một cái ở khóa ấy. Cái này là cái gì? Khóa này có một cái điều chỉnh ở trên khóa. Mình chỉ nhìn vào bên trong được thôi. Ờ, thế này treo cổ thật. Mày, đúng thật anh em nói tôi mình nhớ. Treo cổ thật. Mà tôi chưa mở được cái này anh em ạ. Mình nhớ tưởng bay lắc khổ. Chờ tờ. Mình phải đi từng phòng một để chắc chắn là mình đã khám phá tất cả các phòng ở trong cái toa này thì mới được. Ngoài có gì không? Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh không có gì. Đây nhà vệ sinh của cái toa này thôi. Cái gì đây? Có một cái lỗ ở bên để tay có thể. Cái gì đây? Ê, nói cái gì đấy? Tức là có một cái lỗ để có thể nhét tay ở bên trong á. Vậy nhưng mà mình sẽ không nhét tay vào đấy đâu. Nhét vào đi. À, hay là dùng cái dùng trong này. Nếu được. Phải tìm cái đồ gì để em này em mới thò bên trong lấy cái đồ ở đằng sau cái toilet dài kia bạn. Đéo gì một toa mà lắm nhà vệ sinh thế. À đây, lấy cái tay đây. Được rồi, mình có cái tay cầm rồi. Cái tay cầm này mang sang bên cái nhà vệ sinh bên kia. Mang cái tay cầm này sang nhà vệ sinh bên kia là xong. Gắn nó vào. Đấy. Khổ, chắc là buồn tè, khổ. Có cái gì đây? Kéo. Rồi tôi lấy một cái kéo. Sợ là xia là kéo à? Tôi cứ tưởng là xít xồ mới là kéo chứ nhỉ. Và nó vẫn còn sắc. Rồi mình lấy được một cái kéo. Lấy kéo cắt xích á. Cắt thì đéo đâu anh em hời à. Cái để rác nó bị khóa rồi. Không được. Xia cũng là kéo nhưng mà là nó là kiểu kéo tỉa. Xia là kéo để cắt lông cu đó anh à. Đệt lông cừu. Khổ cái bạn rách P cái viết lại còn viết không dấu Yudiki đâu. Xia là kéo dài căn lông cừu đó anh ơi. Thế thì tôi lại cứ tưởng là nó là cái kéo dài để cắt lông cu. Lông cừu gì? Ừ, giật cả mình. Có còn là kéo cắt lông cu thì thôi nhất hạng. Cái gì đấy? Cái mảnh giấy. Hình hai cô bé đang chơi với cả hình nộm. Kịch. Chơi với cả búp bê. Hai đứa chơi với nhau như một đứa trẻ châu Á, một đứa trẻ phương Tây thì phải. Cái em tóc vàng ấy chắc là trẻ Tây rồi. Tóc đen ấy chắc là trẻ Nhật. Kiểu vậy. Game này bối cảnh Nhật mà, chắc vậy. Đây là cái bàn ăn. Tức là khu kiểu như là khu căng tin ở trên tàu ấy. Vẫn còn thức ăn các thứ ở trên bàn nhưng mà nó đã bị thiêu thối hết rồi. Mình sẽ không bao giờ đi qua cái cửa này đâu. Qua đi, mày bị rồi à, mày đang chơi game mà, phải mở hết cho em. Mở mẹ đi, nãy giờ mở một đống rồi, đến cửa cái gì đâu mở, ôi giời. Mùi Nguyễn, do anh nghĩ bậy bạ cho nên mới dịch bậy thôi, chứ người ta chỉ rất trong sáng. À ừ. Nếu mà sen ở đằng sau cái cánh, cái phòng bị khóa kia, và đang bị thương, và không thể trả lời được mình thì sao? À như vậy là tôi phải quay về rồi. Phải quay về cái phòng bị khóa lúc nãy mà có cái thằng. Có cái thằng kia chắc là dùng cái kéo thật. Đó mẹ dùng kéo cắt xích thật à? Tổ sư con game. Không lẽ dùng kéo cắt xích thật? Bịa đến bịa phải vừa phải phải đấy chứ. Được đéo đâu.
nó làm nào? Ba toang rồi, tôi thử rồi không được. Có cái phòng này mình chưa vào này, không biết làm nào để vào nhỉ? Dùng thử này xem nào. Không được. Không được luôn. Phòng này thì con này nó không chịu vào. Nó có bắt tôi phải làm nào quay lại cái chỗ kia cơ. Đây là có mấy cái món ăn này. Nó bị thối rữa hết rồi. Hỏng hóc hết rồi. Mốc meo hết rồi. Cắt sợi dây treo cổ. Ừ đúng chuẩn nhỉ. Đúng rồi, có sợi dây treo cổ. Cắt sợi dây treo cổ, đúng đấy, có anh em vừa nói chuẩn đấy. Có khi thế thật. Đúng rồi, cắt sợi dây treo cổ chăng? Đéo được, đéo phải. Không phải. Không phải. Không cắt được. Có mấy phòng bị khóa này mà tôi chưa vào được. Mấy phòng này nó khóa hết rồi. Toa đầu anh chưa kiểm tra hết á. Có chỗ nào chưa kiểm tra? Xếp pha đã cho lành. Thử xem nào. Có một cái khóa ở đây nó bị. Không phải. Không phải luôn. Còn cuốn sách màu đỏ anh chưa xem. Cuốn sách màu đỏ nó có cái tay đưa cho mình cái chìa khóa đây. Kéo để mở khóa không được. Không được. Tôi thử rồi. Toa đầu tiên còn một phòng. Toa này á? Cuốn sách đỏ có một cái tay thôi. Không có gì khác. Ui. Đấy, mà có sự việc xảy ra rồi. Hóa ra phải quay lại đây. Có gì dữ rồi. Ơ. Có gì rơi sao mình nó không ấy nhỉ? Anh ấn vào cái hửa cửa hiện bóng đen rồi soi đèn vào á. Cửa hiện bóng đen rồi soi đèn vào. Để tôi thử xem nào. Đây 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 đây. Thôi nào ra đi xem. Gõ cửa lần nữa. Vẫn không có ai trả lời. Không không phải, không không phải là để bật cái gì cả, nó không được. Nhìn vào lỗ rồi không có gì mà tôi không không cho tôi bật đèn pin gì cả. Không được. Chỉ có líp với cả rời kia đi. Ba toang cậy cửa rồi không được. Trèo mẹ cổ cho xong. Đéo được. Muốn trèo cổ không được. Toa đầu tiên còn một phòng. Phòng nào? Đâu? Cái toa này là ra bên ngoài mẹ rồi còn đâu? Có một cái tủ này. Nó có một cái mật mã này. Kia là có một cái dấu vân tay trên cái kia này. À đây. Yo, mẹ hóa ra phải quay lại. Thằng Yuta này. Hổ Yuta cậu đấy à. Chào Saki. Mày lên. What the fuck. Tôi đang đi khắp nơi để tìm các cậu đấy. Thế cậu có thấy mọi người còn lại không? Tớ không gặp họ. Hổ. Tớ chỉ đang nhìn vào quyển sách này. Tớ tưởng tượng rằng nó sẽ làm quyển sách thơ, haiku, thơ tình yêu. Khi mà những cái người ở trên tàu này vẫn còn sống, chắc họ yêu nhau cậu ạ. Violin, cậu ổn chứ? Đây chỉ là mấy cái tờ giấy vớ vẩn thôi mà. Cậu vẫn giận Sen à? Hổ. Không, không, không. Tớ chẳng còn giận ai nữa. Tớ vượt qua chuyện đấy rồi. Nhưng mà tớ vẫn hơi buồn thôi.
Sen không có ý có nhiều đấy với cậu đâu, tớ thề. Anh ấy có thể là hơi ghen tương một tí nhưng mà không sao đâu. Hề hề hề. Đấy chúng là cậu Saki ạ. Kịch. Cậu toàn bênh coi như là ấy thôi. Không, tớ không bênh anh ấy đâu. Khổ, Yuta nó bảo là chỉ có mỗi Kazuki mới bảo vệ tớ. Tớ xin lỗi, tớ không biết phải nói sao nữa. Đừng nói gì nữa. Khổ. Cậu chỉ là một cái vợ chưa cưới tốt thôi mà. Cậu nói như vậy làm tớ cảm thấy như kiểu chuyện nó tồi tệ lắm ý. Thế cậu không nhận ra à? Mọi người gần đây bắt đầu tỏ ra kỳ lạ. À, mọi người bắt đầu là người lạ, xong trở thành bạn, sau đấy trở thành bạn gái, bạn trai. Và sau đấy cái danh từ là bạn ý đột ngột nó biến mất. Bắt đầu trở thành kiểu như vợ chồng chưa cưới, không còn là bạn nữa. What the fuck. Cậu làm tớ lo đấy Yuta. Tớ là bạn cậu mà. Ừ tớ biết. Nghe này, chúng ta tìm những cái người khác mà ra khỏi đây nhá. Có ai ở trong cái phòng ở đây ý, nhưng mà cửa bị khóa. Tôi không biết là họ có bị thương hay không. Có thể là Sen đấy, hoặc là Kazuki hoặc Kane đấy. Chúng ta phải đến đấy ngay thôi. Ừ, cứ bảo cho tớ biết tớ phải làm gì, tớ sẽ giúp cậu. Ok, đi theo tớ. Đéo hiểu luôn. Thật, thằng này nói lảm nhảm dễ là chủ phạm lắm, tôi nghi lắm. Cứ lảm nha lảm nhảm. Ờ, hay là nó xử mẹ thằng Sen thì cũng nên ý. Đây. Làm nào chỗ này rồi? Để bảo nó là giúp mình mở cái kia ra. Cái rèm toa đầu anh chưa kiểm tra. Thế à? Đâu rồi xem nào. Có cái rèm ở toa đầu à? Đây tôi quay lại đây. Chưa kiểm tra cái rèm à? Game này nó không có chạy nhanh nhé. Ờ đây có cái rèm đây. Không có gì. Vớ vẩn, có đéo ở đâu. Có cái gì nó kẹt ở đây à? Con này ngang ở game Conan mẹ rồi. Có gì nó có một cái có gì, có cái bức vẽ à? Hay là pen thinner là cái gì? Một cái không phải pen thinner, còn pen là sơn anh em ạ. Nó là cái nó là cái gì, sơn sủng gì chứ đúng không? Dùng kéo cắt à? Ờ đúng, cắt cái vải này ra. Chuẩn. Rồi tôi cắt qua cái rèm ấy rồi, đúng rồi. Đây có một cái hộp sơn anh em ạ, hay cái đéo gì đấy. Thùng sơn, hộp sơn gì đấy. À tôi biết rồi, cái này dùng để mình sơn quắm. Sơn quắm với cả sơn cái ba tong để cho đam nó mạnh hơn. Hiểu rồi. Gần game cung cấp thế này thì tốt quá, còn đéo gì nữa. Nó là dung môi pha sơn à? À, dung môi pha sơn. Đúng rồi, mình sơn kéo trước xong mình dùng kéo mình cắt xích, thế là chuẩn. Nó là một cái chất để pha loãng sơn. À,
À, cái này để pha loãng sơn à? Cái chỗ nào anh em? Dùng sơn để máu ngay cửa thằng treo cổ. Ờ à, đúng rồi, có một cái máu à. Ừ kia có một cái máu kia. Từ đã. Đúng rồi. Chùi cái máu đi. À đây. Bắt đầu nó mới hiện ra cách để mở cái khóa này. Nó bị che bởi cái máu. Không không phải là máu mà là cái sơn đỏ chứ không phải máu. À cái này có nghĩa là mình sẽ xoay sang bên xoay cái kia sang bên tay trái, xong rồi cái kia thì là gì? Xoay sang bên tay phải, cái là hình người treo cổ à? Tôi chả hiểu đéo. Ôi dồi. Đéo nào bố bay, sao con giờ này con chưa đi ngủ đấy con? Cậu có nhìn thấy thằng bé không? Thằng bé dễ thương nhỉ. Nhưng du ta, sao có thằng bé ở đây được? Nó giữa đêm như này. Thằng bé mộng du trăng. Cậu có nghiêm túc không đấy du ta? Bạn cậu đang bị mất tích đấy. Thế mà cậu cũng như vậy. Tôi xin lỗi. Cảm ơn cậu. Rồi, giờ thằng bé nó chạy vào cái toa ăn tối rồi. Chúng ta kiểm tra xem. Ô, có tiếng kìa. Tiếng mọi người ăn uống kìa. Đéo hiểu sao như kiểu là mình quay về quá khứ nhỉ. Có tiếng mọi người ăn uống mẹ luôn. Ơ, lại không thấy gì. Game creepy vãi cứt. Mình nghe thì có âm thanh như kiểu là có một cái đám đông ở đây. Nhưng mà vào đây lại không thấy ai. Bây giờ đầu tiên là mình nhìn thấy thứ kỳ lạ. Bây giờ mình lại nghe thấy cả những thứ kỳ lạ luôn. Này, xem có cái vẹo gì. Không thấy thằng bé kia đâu à? Ồ, có gì đây ấy? Lại một bức vẽ trẻ con khác. À, đây là lần đi chơi đầu tiên của mình. Anh em có nhớ con bé tóc vàng này không? Con bé tóc vàng này chính là con bé ngồi cạnh con bé tóc đen lúc nãy đấy. Nó bảo là có những cái cuộc đi du lịch mà không bao giờ kết thúc. Chuyến đi không bao giờ kết thúc. Thế này là chắc là con bé tóc vàng đầu tiên chơi với cả em tóc đen. Nhưng mà sau đấy em tóc vàng em đi với cả bố em ý đi đâu đấy. Ôi, động đất rồi. Động đất rồi. Bỏ mẹ rồi. Chóng mắt rồi. Tớ cảm thấy lạ lắm du ta ơi. Tớ sắp ngất. Thế là xong. Chỗ nào có kính lúp thì anh cứ kiểm tra hết đi, đừng bỏ thì chả kiểm tra. Bây giờ kiểm tra đây. Thế là đã chắc tới hai mẹ rồi. Ô, quá khứ này. Mình quay về quá khứ rồi anh em ạ. Nếu hiểu sao quay về quá khứ đoàn tàu này. Chuyện gì vậy? Mình đang ở đâu đây? Quỳnh. Tôi quay về quá khứ rồi. Đây lúc mà cái toa tàu này vẫn còn, mọi người còn sống đấy. Đấy, nó phải tươi sáng này, có phải vui không? Đây phải là một cái tàu khác chứ. Chắc phải là cái con tàu khác. Không thể nào có chuyện là con tàu kia được. Mình nghĩ rằng có ai đó ở đây có thể bảo cho mình biết tại sao mình lại ở đây. Anh ơi, em bị lạc vào tàu này anh ơi. Kinh à? Ai cũng nghĩ rằng là người giàu sẽ tip nhiều hơn. Đây sẽ là một cái chuyến đi rất dài đấy. Đến đâu hả anh? Chúng ta đi đâu anh? Anh ơi. À, như vậy là bọn em này là vô hình cả bọn này. Em này quay về quá khứ mà trở nên vô hình cả bọn này. Tức là bọn nó không nhìn thấy mình. Thằng này nó bảo là đi chuyến xa này được người giàu ta tip cho nhiều tiền hơn. Không ai thấy em này cả, nhưng mình người vô hình ấy.
Đấy, gọi mà không dậy luôn, vẫn ngủ luôn. Có một cặp mẹ con, xin lỗi, mẹ ơi. Ủa, thức ăn ở đây giống như là cái, có mùi vị giống như cái chân à? Ồ, đây là một chuyến đi rất đắt tiền con ạ. Nên là món ăn nó coi như là rất là ngon, con đừng có vớ vẩn. Có ăn nhanh được không? Nhưng mẹ ơi, à, nhanh lên. Họ không để ý đến mình. Xin lỗi bà. Bà này bà bảo là tại sao lại cái chuyến tàu này đi lại đi chậm đến như vậy. Đáng lẽ phải đi nhanh chứ, khổ. Đi nhanh lên trong khi xung quanh có chiến tranh. Chà, tôi bắt đầu trở nên lạnh. Phục vụ ở trên tàu này coi như là chậm chạp quá. Ý thằng kia nó bảo mùi thức ăn hơi thối, hôi thối. Họ không nghe thấy, chả thấy mình. Như kiểu mình là ma ấy. Mình chết rồi à? Chắc là mình đang mơ thôi. Đúng rồi, thử cấu vào ti cái xem là mình đang mơ hay không chứ. Tôi nghe nói là khi mình đang mê ấy, mình muốn mình có mê hay không, mình sẽ phải cấu vào chỗ này trên người. Nhìn nếu đây là một giấc mơ, tại sao mùi lại không nghe, không thấy nhìn thấy mình? Không biết mình có chạm được thứ gì không nhỉ? Ủa? À, mình tác động được. Mình tác động được, nhưng mà những người kia không nhìn thấy mình. Có thứ gì đấy nó rơi ra từ cái vali của ông kia. Một cái viên bi sắt. Rơi mẹ bi ra rồi. Không nhét lại được. Hộp gì đây? Mình tác động được nhá. Có âm thanh gì vậy? Khổ. Thanh niên kia cứ tưởng là có con gì. Kiếp, em ấy còn bảo là thậm chí là mùi trong thùng rác người còn thấy thơm. Bởi vì là trên này toàn người giàu mà. Ngửi mùi trong thùng rác còn thấy thơm. Cái đấy để giải mã à? Thế giờ tôi làm gì trong này đây? À, mình lấy thêm một món đồ nữa. Khổ, chạm vào cái bà mẹ lại mắng đứa con vì làm rơi đồ. Đây là cái gì không? Mấy con đủ đồ này. Mấy con đủ đồ này. Trêu. Đồ mẹ cả trà. Khổ. Em ấy bảo là trêu đùa vui quá ấy, mẹ khiến cậu bé kia gặp phải coi như là bị mẹ mắng. Giờ mình phải làm thế nào đây? Mình phải tìm cách nói chuyện với ai đó. Làm gì? Ai đấy? Ô, Atsuo. Kì. Thanh niên kia bảo là đã làm xong công việc ở trên tàu này rồi, đấy là sẽ bắt đầu tạo ra một cái bất ngờ cho vợ. Là sao? Để xem có nói chuyện với thanh này không. Ơ vãi, thanh niên này bảo là gửi cho vợ một cái bài thơ này. Chắc là cô ấy sẽ rất là thích bài thơ tình này khi mà cô ấy tìm thấy. Hóa ra là bài thơ tình của thanh niên này à? Như vậy là thơ tình của thanh Asuo từ quá khứ bay mẹ tương lai. Nhưng mà chả lẽ vợ của Asuo cũng tên là như là tên em Saki à? Anh làm gì vậy Asuo? Tôi chỉ tìm cách cái gì đấy đưa cho Minako cái thứ này khi tôi đang làm việc. Cô ấy đang coi như là buồn chán kể từ khi chuyến đi này của chúng tôi. Không phải, chắc là do cái trận chiến tranh thôi đều khiến chúng ta cảm thấy khó khăn cả. Chắc chắn là vợ anh phải cảm thấy là may mắn khi có một cái người chồng như anh bên cạnh. Nhớ nói với cô ấy lần sau anh gặp cô ấy cái điều đấy nhé. Chào anh. Vợ đâu? Xin lỗi anh. Nghe thấy đéo đâu.
Thế nên kiểu không nghe thấy luôn. Để tìm xem ai để có thể nghe thấy mình. Thật không lẽ tình yêu xuyên không? Nghe có vẻ. Ô, đi qua ở đây rồi. Xếp. Đây chính là cái phòng ngày xưa đấy đúng không? Như vậy là mình có thể mò vào trong này, mình xem chính căn phòng mà có cái bóng đèn lúc nãy. Anh em công nhận không? Không, đây là phòng số 3 này. Chính là cái phòng có xích đấy. Có hai người kia đang nói chuyện thì thầm với nhau. Mình không hay nghe trộm, nhưng mà đây là giấc mơ của mình. Mà mình làm con ma thì có sao đâu. Nào nghe trộm sẽ nói chuyện gì xem nào. À, thanh niên AZ này bảo đã gặp được một cái người rất, một cái nhà thơ rất là không ngờ một cái chàng trai làm thơ như vậy làm việc cho cái công ty hỏa xa này. Nếu cô có thể tưởng tượng được. Thấy à? Thương ngày AZ. Ôi khiếp. Anh ta cũng bình thường như tôi mà. Ôi Kyo, đừng nói như vậy. Em đừng nghĩ rằng là lúc nào em cũng bình thường. Ngài thật là tốt, ngài AG. Nhưng mà mẹ của ngài lại nghĩ khác. À, em này là hầu gái của thanh niên kia. Ôi dồi ôi, hầu gái nghe mà. Kyo, em cần phải gọi anh là cậu chủ AG đâu. Cậu chủ anh em ạ, cậu chủ. Khi chúng ta ở một mình ý, mấy cả mẹ anh cũng quý em mà. Như là một ô xin thôi anh ạ. Em là nàng thơ của anh Kyo à, em biết mà. Khổ. Đừng có lo về mẹ anh, bà ấy sẽ ổn thôi. Khi mà đến đúng lúc. À, thanh niên này cậu chủ nhưng lại thích em người hầu. Chuyện tình cậu chủ người hầu. Nhưng khi nào ạ? Khổ. Có tiếng ho. Bà mẹ ho rồi. Bố láo. Anh phải đi đây. Nhưng cậu chủ AZ ơi. Ồ, mẹ cậu chủ có y tá. Ừ, nhưng mà chắc là mẹ anh cần phải có anh bây giờ. Xin lỗi em. Đéo hiểu người hầu gì, thấy cậu chủ đi chăm sóc mẹ lại còn bảo là mẹ cậu chủ có y tá rồi. Cậu chủ đi làm đéo gì, còn kiếm mất dạy thật. Ôi, chính là cái phòng kia kìa. Chính là cái phòng khóa đấy. Chính là cái phòng mà có cái có bóng đen trong đấy đấy. Khổ, cô ấy tỏ rất là buồn bực. Mình phải đi kiểm tra cô ấy xem sao. À, làm sao buồn bực thế. Khổ. Em không là nàng thơ Hoàng Linh Trần. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Ồ, không lẽ cô ấy đi đến cái toa tiếp theo nhanh thế à? Là em nào mặc kimono đây? À, đây là vợ của thanh niên kia. Vợ của thanh niên giúp việc trên tàu. Anh sẽ sớm về với em thôi, em yêu. Anh chỉ còn vài việc phải làm nữa thôi em ạ. À. Minako, nhưng Asuo, đây đáng lẽ là coi như tuần trăng mật của chúng ta cơ mà, anh ơi. Khổ. Thanh niên kia là làm ở trên cái đoàn tàu này. Thế là coi như là cưới nhau xong đi trăng mật trên này luôn. Nhưng mà chính vì làm việc trên tàu cho nên phải đi làm việc, không có thời gian dành cho hôn phu. Khổ. Ừ, nhưng mà em cũng hiểu, coi như là cách duy nhất để chúng ta có thể lên được cái toa tàu sang trọng như thế này là anh phải làm việc mà. Khổ. Anh cũng biết là bố mẹ của em chi tiền mà. Ôi trời ơi, hóa ra thanh niên này yêu em nhà giàu à. Minako. Khiếp. Đây là cơ hội để anh chứng tỏ với em à, chứ không phải là họ à. Nhưng mà cái chuyến đi này nó buồn chán quá anh ạ. À. Anh thì toàn đi làm thôi. Khổ. Oh.
chả có ai ở với em. Đừng lo em ạ, gần xong việc rồi. Em có thích cái bức thư mà anh giấu coi như là ở trên cái toa tàu này làm em bất ngờ không? Vâng, thơ rất là ngọt ngào. Nhưng em đéo thích thơ, em thích chồng em cơ. Một tí nữa thôi em ơi, không lâu đâu, anh nói thật đấy. Hổ. Anh coi như là để đánh mất cái chìa khóa để mở cái gọi là cái gì nhỉ? Cái tôi quên mất cái từ trong tiếng Việt rồi con mẹ chứ. Cảm ơn Linh Nguyễn. Sở trường của ông Dũng, anh khách may mắn và chị. Cái két. Phải đi tìm cái chìa nữa, như vậy là mình sẽ có cái chìa két. Mình sẽ có cái chìa két để mình mở két cái ra đấy. Vâng, anh làm gì thì làm đi. Nhưng mà em bật lắm rồi đấy, nhanh lên. Ừ được, anh đi tìm đây. Ôi trời ơi, em Mina của em còn bảo là mẹ bên cabin bên cạnh có một ông bác sĩ, có thể ông sẽ lo cho em thay vì anh đấy. Chết thế có chết tôi không chứ lại. Khổ thế là không hay đâu Mina cô ơi. Rồi bỏ đi rồi. Vâng, đây là hậu quả. Sang gặp em bác sĩ, anh bác sĩ của bạn rồi. Khổ. Thơ với chặn thần, vợ với chặn chồng. Khổ. Em lại thấy buồn thay. Nào bây giờ em phải đi tìm cái chìa khóa mở két. Ơ lại bức thư này, lại cái thơ đấy này. Ôi chính là cái thơ mình nhặt được trong rừng đấy. Con vợ kia ném luôn cả cái bức thư ra. Cái gì đấy? Ý này nó muốn nói là cái gì? Cái bàn tay dedicate là kiểu như là giống như kiểu là đôi tay dành cho à? Đôi tay gì? Đôi tay dedicate là đôi tay gì? Đôi tay mảnh mai á? Những ngón tay của anh cảm thấy. Và anh cái này là thơ khó dịch lắm anh em ạ. Textile này là cái bề mặt đúng không? Bề mặt của tình yêu của chúng ta à? Vân tình yêu à? Tận tụy à? Đôi tay tận tụy của anh kịch có thể khiến những ngón tay của em cảm thấy á. Eo hiểu. Thơ với chẳng biết thế này thì bảo sao nếu thích. Thơ như cứt. Đó thì bài thơ hay quá. Bài cứt. Tay mảnh mai vuốt trụ trồn bác sĩ. Anh em chỉ thấy anh nhanh thì rất bất dậy. Rất bất dậy. Nếu có hiểu thơ người ta hay đi phiên dịch vã vẩn. À bây giờ mang cái bài thơ đưa cho bà vợ. Bà vợ đánh rơi sao ấy? Mang thơ trả lại cho bà vợ. Đôi tay mảnh mai của anh khiến từng đốt tay em cảm nhận được tình yêu. Ôi khiếp chuẩn. Oan hồn trinh nam. Đấy, khiếp thảm nào đúng oan hồn của khác. Giải thơ hay thế, được đấy, ngâm được đấy. Đôi tay mảnh mai của anh khiến cho từng đốt tay em cảm nhận được tình yêu. Kinh nhở. Được đấy, hay đấy. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy đi ngay trước mình cơ mà. Chắc cô ấy đi sang cái toa tiếp theo rồi. Cô gái bé nhỏ kia và bà mẹ ở đâu xa vậy? Mẹ, búp bê con đâu? À đây chính là cái con bé tóc đen đây. Con bé tóc đen mà chơi cùng con bé tóc vàng mà chơi búp bê đây. Ở trong cái bức ảnh đây, bức tranh đây. Búp bê con đâu rồi mẹ? Con không tìm búp bê con đâu. Búp bê nào Ayumi? Mẹ không hiểu. Cái con Terubozui. Ồ, nếu như con mà không treo nó lên chúng ta sẽ gặp đen đủi đấy. Cái thứ kinh khủng đấy hả? Ồ, mẹ sẽ không bất ngờ khi có ai đó ném nó đi đâu.
Khổ, nó chỉ là một cái mảnh vải buộc xung quanh một cái quả bóng thôi mà. À, cái này giống như kiểu anh em có nhớ là ngày xưa tập Doraemon nó có cái treo một cái kiểu cái này là cái phong tục của Nhật đúng không? Có một cái khăn tay xong rồi buộc bên ngoài một cái quả bóng xong rồi treo nó lên để kiểu như là cầu ngày mai mưa hay là ngày mai nắng ấy, đúng không? Nhở? Con này nó chơi con búp bê đấy. Mẹ không nên nói như vậy, con muốn con búp bê của con. Để mẹ thử hỏi người khác xem. À, hỏi thấy những kia xem. Búp bê cầu nắng, búp bê cầu mưa. Ừ đúng. Chuyện quái gì vậy? Ô Violin, em Ayumi nhìn thấy mình này. Có thể chị có thể giúp được em đấy. Em thấy chị à? Vâng. Chắc không ai thấy chị đúng không? Đó là vì họ không muốn nhìn thấy chị thôi. Họ không muốn coi như là có ai đó làm phiền họ. Khổ. Như vậy chuyện này không phải là giấc mơ rồi. Mới là chuyện quái gì đây? Giấc mơ à? Ừ, đây là giấc mơ đúng không? Chắc là em là ai đó trong giấc mơ của chị đúng không? Vâng. Những người bạn ma của em cũng nói như vậy. Những người bạn ma. Mẹ em vẫn gọi họ giả là những cái người bạn tưởng tượng. Bài nói rằng là em hay có cái trí tưởng tượng bay xa. Khổ. Có lẽ là em có những cái tưởng tượng người lớn không có. Nhưng mà những cái người bạn ma của em là thật mà. Em cũng thế. Ma? Thế là tôi chết rồi à? Không, em không nghĩ vậy đâu. À, em đã gặp người bạn ma đó rồi mà họ không vui vẻ chơi với em. Chị hiểu. Thế chị có thể giúp em tìm cái búp bê của em được không? Những người bạn ma của em thường đến những cái chỗ mà em không thể đến được. Em chỉ làm cô gái bé nhỏ thôi, không phải là hồn ma như chị. Ok được rồi, chị sẽ cố gắng. Nhưng em có biết chị phải tìm ở đâu không? Mẹ em nói rằng là có thể nó bị ném đi đâu đấy. Bài có thể nói đúng đấy. Được rồi, đi tìm rồi. À, thanh niên này bảo là có một cái thùng rác ở trong phòng kia. Nhưng mà nó bị khóa rồi. Chỉ có cái thằng janitor mới có thôi. Vậy tôi phải tìm cái thằng chồng ấy, cái thanh niên chồng lúc nãy ấy, để lấy cái chìa khóa thì mới mở được cái thùng rác kia ra để lấy cái đôn cho em kia. Xếp đã. À, thằng kia đi về hướng kia cơ mà nhở. Thôi tôi đi tìm con kia để trả bức thư mà. Mình cứ làm dần dần từng bước đi. Ồ, nghe thấy có giọng. Chính là giọng của em kia đến gặp lão bác sĩ đấy. Em đang trong phòng này đấy. Cầm cái bức thư ra. Con kia đang làm gì với lão bác sĩ trong này rồi? Thôi đây. À, nhét nó qua cái cửa. Cái khe cửa. Cái gì thế? Ôi dồi ôi, bác sĩ cờ lắc. Ôi dồi ôi, cái phong bì gửi cho cô đấy. Nó là từ chồng của em đấy. Ồ, em thật là ngu ngốc khi nói với anh ta rằng là em sẽ đến gặp anh à. Nhưng mà anh ta không biết sự thật. Ồ, anh ta không thể biết cái gì? Anh không thể. Cái đéo gì đấy? Bình tĩnh đi. Em ơi, đừng sợ. Anh đã làm việc cho Morris trong nhiều năm rồi, tin anh đi. Đéo gì? Anh không thể biết là có bầu hay sao ý? Anh ta không thể biết, anh chưa thể biết chuyện được có bầu rồi. Em ấy chắc là khám có bầu hay sao ý? Không muốn cho chồng biết. Thế thì anh ta không cần phải biết. Ồ, nếu em muốn những cái bước tiếp theo, em chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Ừ, nhưng anh có thể phục vụ em được mà. Cảm ơn anh, bác sĩ cờ lắc. Em nợ anh. Giờ xin lỗi. Ồ, có bầu, có bầu, có bầu, có bầu. Cháu hiểu. Không biết chuyện đó là sao. Thằng bác sĩ nó định ấy à? Bị phá thai à? Cô ấy đang khóc.
hay là bầu của đứa nào? Đúng rồi, vừa mới cưới xong thì đéo đã có bầu được. Có bầu với thằng nào rồi? Con đang đi trăng mật mà nó có bầu mẹ rồi. Bên trong có một con thú á, là sao? Ăn cơm trước kẻng à? Ờ, cũng có thể. Cũng có thể là ăn cơm trước kẻng. Nhưng mà tôi nghĩ là thời xưa thì chưa chắc là như thế đâu. Bây giờ thì có thể nó là cái chuyện bình thường, mà tôi nghĩ là cách đây khoảng tầm, cái này là chắc nó phải cách đây còn cách thời hiện tại khoảng tầm chắc nó phải 30-40 năm, từ lúc còn có chiến tranh cơ mà. Tức là phải cách đây cũng phải đến nửa thế kỷ rồi chứ ít à. Lúc đấy cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Thật với anh em luôn, bây giờ thì có thể nó chuyện bình thường thôi. Ngày xưa nó cũng chưa chắc đâu. Đây, mình phải có cái chìa khóa ở đây. Từ từ ra nói chuyện cả con bé kia đã. Hoặc là nó bệnh nặng không muốn chồng biết. Ừ, mẹ chưa chắc là đã có con mà. Có khi là bệnh nặng cũng nên ý. Ừ nhở. Hay là gặp căn bệnh nặng nhở. Không muốn chồng biết thật đấy. Đầu óc của tôi với anh em mình có đen tối chứ. Bởi vì là chúng ta chỉ nghe thấy là không muốn cho chồng biết này. Xong là lão bác sĩ lão bảo là lão có thể tiến hành cái bước tiếp theo này. Nhưng mà cái đó có thể là cái quá trình điều trị mà. Chứ chắc gì là phá thai. Cho nên là nhiều khi đầu óc của mình cứ đen tối chứ. Chị xin lỗi em ơi, chị Ayumi, chị thể của em là Ayumi. Quả là cái tên hay, chị là Saki. Em biết, sao em biết? Em biết tên của tất cả người bạn ma của em chị ạ. Nếu em nói như vậy Ayumi, chị xin lỗi bởi vì chị không thể tìm được cái con búp bê của em đâu. Nó nằm ở bên trong cái thùng rác đằng kia, nhưng mà chị không biết làm cách nào có được chìa khóa để mở nó cả. Đừng lo, em chắc chắn là chị sẽ tìm được. Tìm được đúng lúc. Đúng lúc gì? Ý em không phải như vậy. Cái gì đấy? Ủa, ý em là sao? Chuyện gì vậy? Lại quay trở về mẹ hiện tại rồi. Quay về hiện tại rồi. Tiếp em nó cười hơn cái giọng cười của tôi. Giang Mai rồi, để chapter 3 rồi. Chuyện gì vậy? Thằng cái biến mất rồi, thằng bạn biến mất rồi. Thật một giấc mơ kỳ lạ. Thằng chúng ta biến mất rồi, chúng ta đâu? Biến mất rồi. Chúng ta. Thứ gì ở bên trong ví của mình, túi của mình đây? Không thể như vậy được. Ôi dồi ôi, vẫn cầm theo cái bi. Vẫn cầm theo cái viên bi sắt, như vậy là không phải là giấc mơ. Không thể như vậy được, nhưng mà mình có thể, như vậy là mình có thể di chuyển giữa, mình có thể di chuyển giữa quá khứ và hiện tại và lấy những con món đồ ở quá khứ mang về hiện tại được. Saki cậu dậy rồi à? Bái đi. Yuta thật là kỳ lạ. Tớ đã mơ, hay tớ tưởng rằng tớ đã mơ. Tớ ở trên cái con tàu đấy. Nhưng mà, à con tàu này, nhưng mà nó ở quá khứ cậu ạ, à, lúc nó còn mới cơ. Có người ở trên đấy, và họ không nghe thấy tớ, và con cô gái, con bé bé nhỏ, con bé bị mất, con búp bê. Wow, nói chậm thôi, cậu nói nhanh quá đấy. Nhưng cậu có nhìn thấy cái bi sắt này không? Tớ lấy được từ một cái ông ở trên đấy đấy. Ông ấy có một cái vali đầy cái viên bi sắt như thế này. Sao nó có thể là thật được? Ừ, theo ý cậu là làm sao nó là giấc mơ được khi mà thứ này là thật đúng không? Cậu đang nói cái gì vậy? Đừng lo, tôi sẽ giải, à, cậu sẽ giải quyết chuyện này thôi. Đúng lúc. À, cái lời thằng này nó cũng nói là cái từ là đúng lúc giống như cái con bé kia. Thôi được rồi, bây giờ cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu định coi như là vào trong cái cửa bị khóa ở trong cái toa tiếp theo đúng không? Ừ,
Chúng ta quay trở đấy đi. Đéo mẹ, làm sao? À, thế là nhét viên bi này vào là mình sẽ mở được cái kia ra. Hiểu rồi, nhét viên bi này vào là mình sẽ mở được cái cơ chế kia ra. Quay lại cái toa kia đã. Ồ, đéo mẹ cái gì đấy? Lại một bức vẽ đứa trẻ. À, như vậy là con bé tóc vàng nó cầm cái búp bê của bé tóc đen đi à? Treo lên để dừng mưa. Teru, Teru, Bozudon. Con búp bê này cảm thấy thế nào nhỉ? Ừ, đây chính là con búp bê giống như con bé tóc đen được mất. Hay là hai con có búp bê giống nhau nhỉ? Có thể là hai con có búp bê giống nhau. Đây, dùng thử cái viên bi xem nào. Đéo được. Thế dùng còn cái viên bi làm nào rồi? Vẫn là như vậy. Không được. Làm gì viên bi đấy bây giờ nhỉ? Từ từ, nó có mấy cơ chế trong cái tủ. Từ từ, có mấy cơ chế trong cái tủ mà mình phải thả viên bi này vào. Để nó chạy, đúng rồi, trong cái tủ đồ đằng kia. Với két sắt, đúng rồi, thả viên bi vào. Em nói chuẩn đấy. Tôi nhớ rồi. Có một cái giống kiểu cái mê cung. Đây này. Đúng rồi. Cho bên thả bên đi vào. Đấy, vừa vào trong bên kia rồi. Điều khiển cái này xong cho nó chạy vào đúng cái. Ê. Đúng rồi. Đúng rồi. Chuẩn chỉ, chuẩn chỉ, chuẩn chỉ. Tốt. Ơ. Hình như cho nó xuống cái lối ra kia sao chứ đúng không anh em? Cho nó xuống cái lối ra kia sao chứ? Cho viên bi chạy xuống cái lối ra kia. Từ từ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Từ 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 từ. Xuống đi. Đúng chưa? Vào lỗ. Mở rồi, mở rồi. Khổ. Chìa khóa chát pin đây rồi. Tuyệt vời. Ô. Kìa, mình có cái giấy chứng minh thư của thanh niên Asuo kìa. Sinh năm 1918. Thế thì đúng là chiến tranh giới thứ hai rồi. Như vậy là trong cái đoàn tàu lúc nãy là nước Nhật trong chiến tranh giới thứ hai. Sinh ngày 10 mùng 5 tháng 11 hoặc là 11 tháng 5 gì đấy, năm 1918. Một chín mười tám mà thế giới thứ hai, anh em bị làm sao đây? Đẻ năm 1918 cơ mà, anh em bị làm sao đấy? Đẻ năm 1918 thì không phải là đến năm 1945 thì không phải là lúc đấy là lấy vợ à?
Để chứ mà đéo hiểu, tôi nói là để cơ mà. Đến lúc lấy vợ chẳng là 1945. Ok. Anh em còn ngồi đây thì thế chiến thứ nhất đéo gì. Giờ hơi à? Để năm 18 thì chẳng phải là đến lúc năm 45 mà chiến thứ hai chẳng phải là lúc đấy lấy vợ à? Mai cần Linh. Đéo hiểu. Lag à? Mở đây ra đã. À đây rồi, lấy được cái này mang. Bây giờ mình lại phải về lại, mình phải về lại quá khứ đưa cái này cho con bé kia. Đúng là nó ở đây thật. Đây, tớ đã hứa là sẽ tìm cái con búp bê này cho Ayumi. À, mình phải tìm chỗ để treo nó lên. Tìm chỗ treo lên cái chỗ mà con bé lúc nãy chỗ nào nhỉ? Cái chỗ mà mình nhặt được cái này là chỗ nào nhỉ? Anh em có nhớ là cái chỗ nào, chỗ này đúng không? Con bé cái nó treo ở chỗ nào nhỉ? Mình phải treo con búp bê này lên đúng chỗ. Đây à? Đúng rồi. À, treo ở dây treo cổ à? Ờ, đúng 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 đúng, chỗ dây treo cổ. Sao thằng này bảo là mình không nên vào? Tại sao? Nó bảo là không thích bị kẹt ở trong này. Ok, nếu mà... Được rồi, tớ chỉ vào kiểm tra thì tớ cũng vào thôi. Đéo gì? Tớ sẽ ở ngay đây đợi cậu. Nó không vào anh em ạ. Đéo vào thôi, đéo. Trời ơi. Ủa, tung mẹ ra rồi. Có thứ gì ẩn đằng trong con búp bê này? Đi, trò chơi treo cổ à? Bức vẽ đéo kinh này. Một người bị... Một... Cái kia là cái gì? Sao lại có một người bị treo cổ đứng ở trên nóc nhà? Còn một người thì rơi xuống dưới. Ba người kia vẫn đang bị treo cổ. Giờ, heo, cái đéo gì đây? Teru, bồ ru. Sáu người bị treo dưới ánh mặt trời. Một người ngã xuống. Một người... Cái gì? Một người coi như là cái gì? Biến mất à? Một người bắt đầu biến mất. Cái này giống kiểu bài thơ mà... Giống kiểu cái bài thơ kiểu... cái gì nhỉ? Có mấy thằng lùn liếc gì nhỉ? Như vậy nhá, là một người thì bị... dối dây này. Kiểu bị dây... Bị dối dây à? Hay là như nào? Ở đây có 5 người thôi mà. Sao nó bảo là có 6 người? Lúc nãy tôi đọc nhầm à? Cái này là bài đồng dao à? Một người thì bị ngã xuống này, một người bị rơi xuống này, một người thì bị dối hay cái đéo gì? Tang lực là bị dối hay cái gì? Còn một người bắt đầu biến mất á. Nó bảo 6 người mà cái đoạn bài thơ nó bảo là 6 người. Một cái sợi dây tiếp theo cũng bị hỏng à? Cho nên là nó cũng lại bị tuột xuống phía dưới. Nên là một con búp bê tội nghiệp đã bị một cái con quạ nó bắt đi à? Một đứa thì cố gắng leo lên trên cao, còn một đứa thì bị ngã xuống dưới đất và bị đốt cháy bởi nhiệt độ. Bãi Linh. Đầu tiên thì có 6 người được treo dưới ánh mặt trời vào buổi bình minh, nhưng khi đến hoàng hôn, tất cả bọn họ đã thay đổi từng người một. What the hell? Đéo gì đây? Chim tha một đứa đi đúng không? Nó làm đéo gì?
chả hiểu thơ thẩn đéo. Tớ cứ nghĩ là cậu không bao giờ đi ra cơ. Bây giờ chắc là để giải cái khóa này gì. À, giải khóa này rồi. Thảm nào nó có hình cái nôn đi kìa. Bố tổ. Tôi chơi ngu nhưng anh em tôi đông. Tôi chơi ngu nhưng anh em tôi đông. Thần chú đấy. Anh em còn đợi cái gì nữa? Làm thế nào? Anh em còn phải đợi tôi nói ra cái câu đấy à? Không biết người ta xấu hổ à? Phải đợi tao nói câu đấy nữa à? Nhanh đi. 6111 là cái gì? Trái trái phải phải trái phải. Trái trái phải phải trái phải à? Trái trái phải phải trái phải. Tuyệt vời. Cảm ơn anh em Likey. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Một tràng pháo tay. Một tràng pháo tay cho anh em Likey. Tuyệt vời. Ngon ngay. Ủa, ai ở trong đấy đây? Anh. Ủa Valin, để thằng này bắn đi. Để thằng chúng ta mà. Thằng chúng ta trong cổ rồi. What the hell? Chúng ta sao có thể vậy? Valin. Không thể như vậy được cậu. Như ta tớ không hiểu. Đi. Mình không thể. Lại quay trở về quá khứ rồi. Vâng, đây chính là kênh không làm mà có ăn. Anh em Likey là mod trên kênh tôi đấy anh em ạ. Anh em đừng có tưởng tốt lắm. Nó đâu rồi? Đây là cái thanh niên cậu chủ đúng không? Đôi lúc mình ngủ gật khi mình đang sáng tác nhạc. Quyển sách gần như là của mình không thấy ở đây. What the hell? Không có ở đây. Đi tìm quyển sách nhạc à? Để xem nào, mình đang làm việc ở cái toa ăn uống. Hay là mình đi thăm mẹ mình nhỉ? Rồi bây giờ đi kiểm tra trên con tàu này. Thanh này phải đi tìm cái quyển gọi là quyển sáng tác nhạc, sách sáng tác nhạc của mình. Chết trong một căn phòng bị khóa lại. Chắc chắn là có thằng giết xong rồi nó gì thôi. Mình bắt đầu từ đâu đây? Phòng mẹ mình ở ngay kia. Rồi, mình phải làm gì? Mình xếp game rồi chúng ta sang K3 chứ còn đéo gì nữa. Anh em nghỉ không đến vài phút trước khi chúng ta bắt đầu K3. Anh em nhé.
Thì tè đấy các bạn. Tè đấy rồi chúng ta quay trở lại tiếp. Tre, tri, tri. Tre, tri.